Thu nhập bình quân đầu người mới đạt 22 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn tới 59%. Nhưng vấn đề này đang được Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát tìm hướng giải quyết. Nhiều giải pháp được đưa ra giúp người dân đẩy mạnh sản xuất, giảm nghèo hiệu quả. Một trong những giải pháp được xã triển khai là khai thác lợi thế nguồn nước sạch tự nhiên để phát triển nghề nuôi cá nước lạnh. Từ chủ trương ấy, nhiều hộ dân ở các thôn vùng cao của xã đã mạnh dạn đầu tư làm ao nuôi cá tầm, cá hồi. Như gia đình ông Tần Sài Tịnh ở thôn Sùng Bang, khi quyết định chuyển sang nuôi cá nước lạnh, ông mong muốn sẽ có thu nhập tốt, phát triển kinh tế gia đình. Trồng lúa thì không hiệu quả, năng suất thấp, nên là sau chuyển đổi về bây giờ thì chuyển đổi về trồng nuôi cá nước lạnh thử xem là có phát triển kinh tế được hay không, và xem nó có phù hợp với cái địa hình để tiếp tục mở rộng thêm. Còn đây là diện tích khoảng 2 hecta rừng quế của gia đình chị Tần Mẩy Diện. Cũng như nhiều hộ khác trong thôn, theo chủ trương của xã, 2 hecta đất vốn trồng ngô và rừng gỗ tạp giá trị kinh tế thấp được chị chuyển sang trồng quế, hứa hẹn nâng cao được thu nhập. Trước khi là cũng có xã tuyên truyền cho bà con mình chuyển sang trồng cây quế cũng có rất có hiệu quả cho chị em mình, thôn mình. Đề ra được chủ trương đúng, có giải pháp phù hợp, trên cơ sở khai thác được lợi thế của địa phương, xã Phìn Ngan tập trung làm tốt khâu tuyên truyền vận động, triển khai để bà con nhân dân thực hiện. Phìn Ngan cũng quy hoạch, tổ chức lại sản xuất theo từng vùng, từng thôn một cách cụ thể. Để mà tăng cái thu nhập cho người dân ấy, thì hiện nay chúng tôi đang triển khai cho người dân thực hiện trồng tập trung vào trồng cây quế. Và đối với những vùng diện tích có thể trồng được quế, thế và triển khai cho bà con nuôi lợn đen bản địa. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng hướng để bà con là phát triển nuôi thêm cá nước lạnh đối với lại những vùng mà có thể nuôi cá nước lạnh. Hiện xã Phìn Ngan có 40 đầu mối nuôi cá nước lạnh, trồng được 610 hecta quế, chủ yếu từ 3 đến 8 tuổi, bắt đầu cho thu từ khai thác cành, lá, tỉa thưa. Sự chuyển dịch cây trồng, vật nuôi đúng hướng đang tạo ra những thay đổi trong nhận thức, cách làm của người dân. Điều này sẽ góp phần làm cho kinh tế của xã Phìn Ngan ngày càng phát triển hơn, đưa công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương sớm về đích.